Vườn thú ở Đà Lạt kêu cứu sau khi ba chú lạc đà đột ngột qua đời, phát hiện thức ăn lạ có độc trong dạ dày. Theo fanpage của vườn thú Mongoland Đà Lạt cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 7 tháng 10 khiến ba chú lạc đà nổi tiếng đột ngột chết trong sự ngỡ ngàng của họ. Được biết, ba chú lạc đà không may mắn trên đều thuộc dòng lạc đà Albanka, cũng là ba con thú thân thiện với khách hàng nhất khu nông trại, nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng trên. Sau khi dành thời gian tìm hiểu, phía vườn thú phát hiện thức ăn lạ có độc nằm trong dạ dày của các chú lạc đà. Đây được xem là trường hợp không thể xảy ra bởi theo quy định chung, khi du khách đến tham quan sẽ được phát một loại thức ăn khác nhau phù hợp với đặc tính của từng khu vực, để mọi người không sử dụng thức ăn của con người hoặc bên ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các con thú. Sau khi vụ việc xảy ra, phía vườn thú đã trình báo với các đơn vị chức năng để điều tra xác minh. Đồng thời, vườn thú cũng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và các vị khách đến tham quan vào ngày 7 tháng 10. Nếu có thấy ai khả nghi cho thú ăn thức lạ không phải thức ăn của nhân viên phát thì báo về để tiến hành điều tra và xử lý. Ngoài ra, nông trại này cho biết trong thời gian tới sẽ hạn chế và kiểm soát chặt chẽ hơn với thức ăn khách mang từ bên ngoài vào để tránh những trường hợp đáng tiếc.